Dạ vâng, Đồ Gỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2022 thì xưởng Đồ Gỗ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong 10 chiếc ghế ăn Louis hoa hồng chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và 10 chiếc ghế ăn Louis hoa hồng này thì bên cơ sở nhà em làm cho anh Binh ở Quảng Ninh. Đấy, anh Binh đã xem video của bên cơ sở nhà em thì cũng đã đặt hàng của bên cơ sở nhà em rồi. Thì ở lần trước thì bên cơ sở nhà em cũng đã quay phần mộc. Thì hôm nay em hoàn thiện xong thì em có quay một cái video để gửi đến anh cũng như toàn thể khách hàng tham khảo và chiêm ngưỡng về bộ sản phẩm này của bên cơ sở nhà em. Đây, 10 chiếc ghế ăn Louis hoa hồng cực kỳ đẹp và được bên cơ sở nhà em BU màu cánh gián, BU mà hàng cực kỳ đẹp mọi người nhá. Đây. Đấy. Và không chỉ đẹp mà 10 chiếc ghế ăn này thì cực kỳ là dày dặn. Thì sau đây em sẽ đi vào gần hơn, chi tiết hơn của 10 chiếc ghế ăn này để được mọi người tham khảo. Đấy. Thì đầu tiên về cái giá cả thì em cũng công khai báo giá luôn cho mọi người. Thì một chiếc ghế ăn như thế này, bên cơ sở nhà em đang bán với cái giá là 3 triệu 600 nghìn đồng trên một cái mọi người nhá. Một cái là 3 triệu 600 nghìn đồng, 10 cái như thế này thì bên cơ sở nhà em bán tổng combo là 36 triệu. Đấy. Về Quảng Ninh thì bên cơ sở nhà em sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người. Đấy. Thì về độ dày quy cách thì bên cơ sở nhà em sẽ báo luôn cho mọi người 3 triệu 600 nghìn đồng thì mọi người sở hữu được một chiếc ghế ăn như thế nào. Thì đầu tiên là phần quy cách thì mọi người có thể nhìn thực tế. Mặt trước và mặt sau thì bên cơ sở nhà em đục là hai mặt như nhau mọi người nhá. Đây, mọi người nhìn thực tế mặt trước và mặt sau. Hai mặt được đục là như nhau và bên cơ sở nhà em hoàn toàn 100% là chất liệu gỗ gõ đỏ mọi người nhá. Đấy, thực tế luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn về phần độ dày thì bên cơ sở nhà em làm phần trương cũng như là phần tê vai thì bên cơ sở nhà em làm độ dày là 5,5 xẻ và khi làm xong thì nó còn khoảng chỗ thì to đục ít thì nó còn khoảng 4,8, chỗ đục sâu thì còn khoảng 4,5. Đấy, trà lu quay quạt đi. Đấy, tê rất là to luôn, mọi người nhìn thực tế này, mọi người nhìn tê của em này. Hết một vòng cũng không hết được cái tê này. Đấy, tê cực kỳ là to luôn. Đấy. Tê này của em là tê 5,5 đây, rất là dày, to. Còn hàng thông thường thì tay của nó thì nó chỉ có 4 phân mà thôi. Đấy, hàng thông thường nó chỉ có 4 phân xẻ thì khi làm xong nó còn khoảng 3,5 đến 2 phân thôi. Đấy, bên cơ sở nhà em làm 5,5 cực kỳ là dày dặn đây. Rất là dày dặn đây. Đấy, mọi người nhìn thực tế. Đấy, hàng là đục hai mặt như nhau. Đấy, mọi người nhìn thực tế là đục hai mặt là như nhau. Còn về phần ván vách thì bên cơ sở nhà em làm là ván vách dày 2 phân. Ván vách này dày 2 phân mọi người nhá, cũng được đục là hai mặt như nhau. Đấy, cũng được đục là hai mặt như nhau, cực kỳ đẹp. Đấy, và phần mặt thì bên cơ sở nhà em làm là mặt tràn mọi người nhá, mặt tràn liền tấm dày của nó là 4 phân mọi người nhá, mặt tràn liền tấm dày 4 phân và mặt này bên cơ sở nhà em làm là rộng là 50, sâu là 45 phân. Đấy, cực kỳ là rộng và sâu, với khách hàng ngồi thoải mái, không lo bị cảm giác bị bé quá, bị chật trộm. Đấy, ngồi ghế này rất là thoải mái, bên cơ sở nhà em thiết kế mẫu mã các thứ làm làm sao mà khách hàng ngồi cực kỳ là thoải mái luôn. Phần yếm thì bên cơ sở nhà em làm 3 phân và chân của nó là chân 8 mọi người nhá. Chân 8 yếm 3. Đấy, hàng dày dặn, hàng chọn gỗ chọn vân, cực kỳ là đẹp. Đó. Và phần đặc biệt lưu ý khi khách hàng mua cái mẫu hoàng gia Louis này là phần cột này từ trên này xuống kịch dưới này phần chân là phải làm là liền khối mọi người nhá. Cột và chân vì cơ sở nhà em làm là cột liền. Đấy, cột liền khối. Đấy, bình thường nhiều cơ sở người ta làm chấp ở đây. Chấp ở đây một miếng. Đấy, ghép ở đây. Người ta đóng mọng vào, ghép vào thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Còn bên cơ sở nhà em làm là liền khối. Và mặt tràn này cũng được làm là dày là 4 phân này, mọi người nhìn cả đằng trước ra đằng sau. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và 10 chiếc ghế ăn Louis hoa hồng chất liệu gỗ gõ đỏ này đã hoàn thiện xong và chuẩn bị bàn giao lên cho anh Binh ở Quảng Ninh rồi. Đấy. Em chuẩn bị bọc vào, quay video xong em bọc vào và em bàn giao cho anh. Đấy, 10 cái đẹp như một. Đấy, tất cả 10 cái đẹp như một luôn, hàng cực kỳ đẹp. Bên cơ sở nhà em hoàn thiện cũng rất là kỹ luôn. Đấy, hoàn thiện kỹ. Đấy, mộc mã đẹp, mộc mã chuẩn. Đấy, tốn công tốn gỗ hơn. Đấy, dày dặn, hàng đẳng cấp đỉnh cao. Đấy, giá cả là 3 triệu 6 một cái. Thì quý khách hàng có nhu cầu về bộ sản phẩm này hay là những cái bộ sản phẩm bàn ăn, ghế ăn, mẫu ăn khác hay là những cái sản phẩm đồ gỗ phòng khách, phòng khách, phòng ngủ khác thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở nhà em để được tư vấn cụ thể hơn và chi tiết hơn qua số điện thoại cũng như là Zalo là 0963 245 123. Đấy,
Địa chỉ cơ sở nhà em ở làng Nghề Mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mọi người có thể qua xưởng và xem hàng thực tế mọi người nhé. Và video này em cũng đã dài rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người video lần sau.